đâu trong rừng rồi xuất hiện hai cái tượng ngộ vậy ta? Mày vô đây mày nói qua trời nói, mày có cho ai nói đâu. Giỡn mặt hả? Im. Đâu vô đây mà được quyền lên tiếng. Trong cái khu rừng này, hai anh em tụi tôi là quyền lực nhất ở đây. Cái gì vậy hả? Vậy cái gì? Hồi nãy giờ ngươi vô đây không biết chào hỏi ai hết. Đánh em. Đúng rồi, dám đánh con nhỏ em ta nữa. Được lắm. Cho nó lại. Cho nhà người chết luôn. Im lặng. Ta nói cho người biết, ở trong khu rừng này rất là ghê gớm. Thấy cái gì đây không? Biết rồi, giang hồ đúng không? Khoan hình xăm kìa. Hình xăm cái đầu người á. Ghê đó. Ghê đó. Ghê hả? Ê, không nói nhiều nữa, ôm nó một cái, lấy bệnh nhẹ qua nó. Đừng lấy bệnh nhẹ cho tôi. Xin lỗi, tụi ta đã lỡ lay rồi. Bây giờ nếu như ngươi không muốn bị bệnh nhẹ thì hãy tự động cởi trói, ra thẳng bờ suối đó, rồi kiếm xà bông sát vào người. Phải ăn ở sạch sẽ thì mới không bị ghẻ. Đi thôi. Cái người thổ dân kìa. Thổ dân. Chết rồi sao tự nhiên lấy ghẻ cho tôi vậy? Nè, cứu tôi với, thả tôi ra đi mà. Lan, trời ơi, tại đang ngủ nằm mơ hiểu không? Ba biết đất ơi. Bình tĩnh chưa? Định thần chưa? Rồi, hôm nay nhuộm tóc, hèn chứ nhìn bá lạ nhận không ra. Mới mở mắt là thấy tượng thổ dân không? Trời ơi, sao? Nhuộm tóc để đi dã ngoại. Ủa không, bữa nay không nhớ đi dã ngoại với trường mình hả? Hai đi dã ngoại. Mà thôi nói nghe nè, có gì hai bạn đi nha, tôi không có đi đâu. Sao vậy? Tôi sợ bị ghẻ lắm. Rồi. Ai ghẻ? Hiểu luôn. Hả? Ý nói bà thổ dân hay có ghẻ là bà đó. Ghẻ nào cha? Ghẻ ăn nói vậy đó. Rồi thôi được rồi. Bây giờ á, chờ tôi xíu nha. Ngồi đây chơi đi. Vô tủ lạnh lấy nước rồi uống đi. Khoảng nữa 2 tiếng sau nữa tôi ra nha. Đi đâu vậy? Hả? Đi đâu? Thì đi vô chuẩn bị xà phòng tắm nè, xà phòng rửa chân nè, xà phòng rửa tay nè, xà phòng gội đầu nữa. Khoảng 2 tiếng đồng hồ tôi ra liền nha. Đứng lại. Đây, bà quá phiền này, bà muốn xà phòng đúng không? Tôi chỉ cho bà. Nè. Bà coi này nha, muốn xà phòng là xà phòng chứ không có lấy giấy viết tay. Đây là gia đầu vô xà phòng nè. Không, xà phòng đưa giấy làm gì? Thì giấy tắm xà phòng, đây là xà phòng tôi tự sáng tạo đó. Ghê không? Ê, ủa sao có cái loại này hay vậy? Sao bà không chỉ tôi biết với chị? Thì bây giờ tôi chỉ nè. Xin cho đất tan vào những đám đuôi mênh mang.
rất chôn bờ cùng tìm kiếm bao ý thơ để tâm sự trong tiếng nhạc du dương hồn xa theo bước ta ngân ngờ dù ngàn kia ta vẫn chờ chỉ cần có phút giây để trao yêu thương. Your pain is always you. Khoan, đợi tôi một lát coi. Gì vậy? Vô điện thoại tôi nó rung. Đâu? Trời ơi. Ê, thằng Tuấn lớp trưởng mình gọi nè. Thì nghe đi. Ủa? Trời, sao nãy giờ gọi 8-9 cuộc luôn mà đâu biết đâu. Sao để chuông? Hôm qua ai quên. Thôi mệt quá. Nghe, nghe coi nói gì. Để gọi lại coi. Nhanh. Gì vậy? Alo, Tuấn hả? Alo. Sao? Xong rồi nè, bây giờ chuẩn bị cho tôi tới trường rồi mình đi nè. Ừ, đi liền á. Cái gì? Đợi có 3 tiếng mà làm thấy ghê không? Ừ. Gì? Mọi người đi hết trơn rồi hả? Ê. Alo? Alô? Sao? Cái gì vậy? Sao gì nữa? Nãy giờ mọi người trên lớp mình á đợi 3 tiếng đồng hồ lâu quá cho nên là tự đi trước hết trơn hết trọi rồi. Trời giờ ơi. Tụi mình á kêu là thôi để năm sau đi luôn. Trời ơi, vậy tự nhiên chuẩn bị đổ hết trơn rồi giờ nó không đi lần sao? Biết tất cả là tại ai không? Tại bà. Cái đồ thổ dâm. Cái gì thổ dâm?